Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Con trai út ông Nguyễn Tấn Dũng chuẩn bị bước vào cuộc chiến. Như tờ Thể báo chấm đê đã đưa tin, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã được điều động làm Bí thư tỉnh Bắc Ninh. Hiện tại chiếc ghế đứng đầu Trung ương Đoàn đang trống và hiện có hai ứng cử viên sáng giá để giành lấy chiếc ghế này. Đó là Nguyễn Minh Chiết, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, và Bùi Quang Huy đang là Bí thư thường trực. Hiện nay Bùi Quang Huy là người có quyền lực thứ nhì của Trung ương Đoàn và là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, rất triển vọng để thay cho Nguyễn Anh Tuấn. Nguyễn Minh Chiết thì lại có lợi thế là con của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Dù là quan chức về hưu nhưng nhiều người đánh giá ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn là người quyền lực nhất trong giới về hưu. Việc ông Nguyễn Tấn Dũng dường như đã vận động được để đưa con trai cả về Trung ương nắm chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì ông cũng có thừa khả năng để vận động con trai út của ông chiếm vị trí cao nhất trong Trung ương Đoàn Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết, con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay, ông Nguyễn Tấn Dũng vừa vận động hậu trường, vừa sắp xếp cho con trai út làm hình ảnh truyền thông để lấy điểm. Không biết kết quả như thế nào, nhưng xem ra ông Nguyễn Tấn Dũng làm rất bài bản. Sáng ngày 10 tháng 8, tại Đại hội đại biểu Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027, ông Nguyễn Tấn Dũng đã cho Nguyễn Minh Chiết đến dự để lấy hình ảnh truyền thông. Tại đây, Nguyễn Minh Chiết đã làm việc với tỉnh đoàn và có những phát biểu mà nhiều người cho là khá ấn tượng. Nguyễn Minh Chiết đã nói rằng khởi nghiệp sáng tạo sẽ tác động sâu sắc đến đoàn viên thanh niên. Nguyễn Minh Chiết cũng giống như người anh của cậu là được cho ăn học bài bản từ trong đến ngoài nước để làm nên một thương hiệu nhân lực có chất lượng cho đảng, dù cậu này không sử dụng gì đến chuyên môn được đào tạo ở nước ngoài. Trong các cuộc tiếp xúc khác tại quốc tế, Nguyễn Minh Chiết đóng vai trò là người giao tiếp tiếng Anh rất tốt. Đó là điều có ích duy nhất mà người ta nhìn thấy nơi cậu con trai của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm được. Tuy giá trị học hành phát huy hạn chế như thế, nhưng Nguyễn Minh Chiết cũng tạo cho mình một vỏ bọc là người có học để cạnh tranh với những đối thủ khác trong Đoàn Thanh niên Cộng sản. Đây là hình ảnh chiến dịch của ông Nguyễn Minh Chiết. Hiện nay, Nguyễn Tấn Dũng đang làm mọi cách để cậu con út vào Trung ương Đảng càng sớm càng tốt. Chỉ cần nhà có hai ủy viên Trung ương Đảng là ông Nguyễn Tấn Dũng có thể an tâm. Thế nhưng việc đưa Nguyễn Minh Chiết nắm chiếc ghế bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn không phải là điều dễ dàng, vì cũng cần phải có sự may mắn thì mới được, vì bản thân Nguyễn Minh Chiết còn khá trẻ và mức độ thâm niên thua xa các ứng viên khác. Giành ghế chưa bao giờ là dễ dàng cả, ngoài năng lực người cha thì người con cũng cần phải thể hiện được đặc điểm gì đó để người ta có thể cất nhắc. Chứ nếu bất tài như ông Quốc Tuấn, con trai ông Nông Đức Mạnh, thì có đưa lên cao cũng sẽ bị đạp xuống khi mà người cha không còn khả năng che chở. Nguyễn Thanh Nghị đã thể hiện là một người có năng lực, tuy nhiên Nguyễn Minh Chiết cũng chỉ là ẩn số. Tại Trung ương Đoàn, hầu hết các hạt giống đỏ tại đây đều là những phong trào vô bổ từ trong nước mà ra, không hề có việc gì để thử thách, để thể hiện bản thân cả. Đấy là điều mà nhiều người đã đặt câu hỏi về năng lực của những người như vậy. Ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay có tiếng nói rất mạnh ở Trung ương, nhưng đó là bên chính phủ. Còn bên đảng thì ông Dũng không được mạnh cho lắm. Nên việc tiến thân của Nguyễn Minh Chiết vất vả hơn Nguyễn Thanh Nghị rất nhiều. Đây là hình ảnh dường như ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động cho cậu con trai. Hiện nay đang có cuộc chiến cam go trong chiếc ghế bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Có lẽ ông Nguyễn Tấn Dũng cần phải dạy cậu con trai nên chiến như thế nào hơn là chiến thay nó. Đặc biệt là chiêu dùng tiền gây ảnh hưởng thì ông Nguyễn Tấn Dũng là một kẻ cừ khôi. Không biết ông có hướng dẫn con trai của ông như thế hay không. Hiện tại Nguyễn Minh Chiết đang chạy đua bằng hình ảnh truyền thông. Phần đó là cậu thực hiện được. Việc vận động hậu trường chắc chắn là có những khó khăn riêng của nó. Và liệu Nguyễn Minh Chiết có cùng cha cậu làm được điều đó hay không thì còn phải đợi thêm câu trả lời. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Nguyễn Thanh Nghị không sợ Nguyễn Thế Thảo mà lại sợ Lê Viết Lam. Như tờ Thể báo chấm đê đã đăng tin, Nguyễn Thanh Nghị đang muốn moi lại sai phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thời kỳ ông Nguyễn Thế Thảo, nên đã xua thanh tra xây dựng soi sai phạm trên hai tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính.
với kết luận số 39 của thanh tra Bộ Xây dựng đã làm cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phải vất vả đối phó. Nhiều người cho rằng việc ông Nguyễn Thanh Nghị cho tiến hành thanh tra Hà Nội là cần thiết bởi quy hoạch Hà Nội đã bị băm nát trong rất nhiều năm qua. Việc thanh tra để dừng lại tình trạng sai phạm nhằm cứu lấy thành phố, đó là về mặt quản lý của ngành. Tuy nhiên, việc làm của Nguyễn Thanh Nghị chưa hẳn vì mục đích chấn chỉnh lại ngành xây dựng, mà còn là vì mục đích chính trị. Kết luận 39 của Bộ Xây dựng khi thanh tra Hà Nội chính là một đòn giáng mạnh vào ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị. Hà Nội có rất nhiều sai phạm. Mới đây, người dân lại phản đối gay gắt những công trình xây dựng ở của Sun Group quanh Hồ Tây. Trong đó có nhiều khối nhà chọc trời 39 tầng và có nhà hát na ná giống nhà hát sò tại Sydney, gây rất nhiều tranh cãi vì phá vỡ cảnh quan cũng như tạo sự quá tải cho dân cư và đi lại ở khu vực này. Chuyện nhà hát đẹp xấu là vấn đề tranh cãi không có hồi kết. Tuy nhiên, điều đang nói là những tòa nhà tháp cao tầng đến 39 tầng mọc lên san sát nhau làm cho khu này trở thành ngột ngạt hơn bao giờ hết. Điều đang nói là những công trình này xây vượt tầm cho phép nhưng vẫn cứ ngang nhiên xây dựng như không có luật vậy. Theo các chuyên gia cho biết, với hiện trạng các văn bản pháp lý liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết khu vực không gian trung tâm bán đảo Quảng An tỷ lệ 1/500 tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, không có căn cứ pháp lý để nói tập đoàn Sun Group vừa là đơn vị tổ chức lập quy hoạch mà cũng là doanh nghiệp đầu tư trọng yếu tại khu vực quy hoạch này. Đến hình ảnh ông Nguyễn Thế Thảo. Tuy nhiên, với những gì tập đoàn này từng quảng bá về một nhà hát sẽ xây dựng ở Quảng An cùng chủ trương Hà Nội mở rộng mặt cắt ngang từ 11,5m là 2 làn xe lên thành 22m 3 làn xe, tuyến đường kết nối đường Đặng Thái Mai đến ô đất 58 đường Tây Hồ, nơi Sun Group đang xây dựng khu phức hợp cao cấp đa chức năng Tây Hồ View gồm khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ cao cấp và trung tâm thương mại với 9 tòa nhà tháp cao từ 16 đến 39 tầng nổi cùng 3 tầng hầm thông nhau. Và những băng rôn người dân đang treo trước nhà phản đối dự án nhà hát trên đầm Trị thì không khó để có câu trả lời rằng ai muốn có nhà hát trên đầm Trị và ai muốn mở đường đến khu cao ốc thương mại ven Hồ Tây này. Việc sai phạm của Sun Group chỉ mới dậy sóng những ngày gần đây bởi cộng đồng mạng khi thanh tra Hà Nội không thấy Bộ Xây dựng nhắc đến với sai phạm này. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu ông Nguyễn Thanh Nghị quên nhắc sai phạm này hay ông ngó lơ như vậy? Hay ông biết có sai phạm mà không dám nói mạnh nữa? Sai phạm của các công trình được xây bởi Sun Group, nếu phanh phui thì cả chính quyền và doanh nghiệp đều phải chịu trách nhiệm. Về quyền hạn của Sở Xây dựng Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Nghị không ngán, mà có lẽ ông ngán vì cái uy danh Sun Group. Thực ra đụng tới Vingroup và Sun Group chính là đụng tới hàng loạt những thế lực ngầm đứng đằng sau nó. Nguyễn Thanh Nghị biết điều này nên khó mà động chạm vào được. Chính vì thế mà Nguyễn Thanh Nghị đã né chăng? Đây là câu hỏi được đặt ra trước dư luận. Đến hình ảnh ông Lê Viết Lam. Như vậy, Nguyễn Thanh Nghị cho thanh tra sai phạm là có chọn lọc. Vậy là ông Nghị đang tham gia trò chơi quyền lực, chứ chưa hẳn ông nhiệt tình làm cho bộ mặt thủ đô khá hơn. Chỉ có dư luận xã hội mới dám tấn công vào Sun Group, chứ còn Nguyễn Thanh Nghị thì chưa đủ tuổi. Tuy dư luận tấn công mạnh vào Sun Group, nhưng có vẻ như tập đoàn này vẫn không mảy may quan tâm. Đây là thế lực quyền tiền rất mạnh. Không biết có ai có thể hạ được nó và những ai đang đứng sau lưng